vậy mới được. Không sao đâu, để uống đi, không sao đâu. Dữ ha. Thôi mà. Thôi cái gì chàng ông, đi cho uống. Cho uống đi. Cho luôn. Thôi. Trẻ em. Thôi. Thôi mà. Mấy đứa kia uống đi. Dạ kia uống đi. Dạ nha. Nè nè nè, bây giờ tăng hai chúng ta đi đâu đây? Được á. Ủa em em không phải lo cho con em hả? Sao giờ này có đàn em là thấy sao? Em thấy không có hứng thú chút nào cả. Cảm thấy rất là mệt mỏi. Cái ngành này đã đông nghẹt người rồi, bây giờ còn muốn chen chân thêm bao nhiêu người nữa đây? Nè, anh sao rồi? Tỉnh rồi. Mau tỉnh lại đi. Nhà anh ở đâu? Nói cho tụi này biết để đưa anh về chứ. Nhà của nó hả? Minh Huy biết nè. Anh Huy biết hả? Ừ. Lát đưa về cho. Mới đưa uống đi, đừng có lo. Vô. 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 Hey. Dạ. Rồi, cảm ơn. Thôi, chúng ta đi về thôi. Vậy á, để có cái cớ cho ai đi thăm người đó nữa chứ. Anh về đi, ngủ ngon nha. Em ngủ ngon. Ừ. Anh về đi. Ừ, để em đưa anh về. Về thật đó. Để em đưa anh về. Thôi, không cần đâu, để anh tự đóng cửa được rồi. Anh khép hờ thôi. Ờ, Thành Tuấn cũng sắp về rồi. Ok, em ngủ ngon. Bye bye. Ủa, anh Huy, Thành Tuấn nó bị sao vậy? Nó uống bia có chút xíu mà nói vậy đó. Trời ơi, nó có biết uống bia rượu gì đâu, ai ép nó uống đúng không? Ờ, nhưng tại sao anh đưa nó về vậy? Bởi vì Tuấn bây giờ là học viên của Thế Giới Người Mẫu rồi đó. Thế Giới Người Mẫu hả? Ừ. Ờ, anh uống nước nha. Cảm ơn anh đã đưa nó về. Ờ, à, không có gì đâu. Chắc là anh về hả? Ờ, anh Huy, nếu mai mốt mà chúng ta đi diễn lỡ gặp mặt nhau thì cũng nên chào hỏi nhau một tiếng nha. Chúng ta đâu phải là kẻ thù của nhau đâu đúng không? Em cũng muốn chúc mừng anh. Thời gian qua anh làm tốt lắm. Anh không hỏi về em hả? Không. Hôm nay cửa hàng của Duy Thanh khai trương nè. Công việc của tụi em tốt lắm. Em nói hết chưa? Nói hết rồi thì anh đi về. Anh ơi. Anh có thể giúp em là đừng cho Thành Tuấn làm người mẫu được không? Tại sao? Em cũng là người mẫu mà. Vậy em cũng là người mẫu, cho nên em hiểu được cái công việc và không muốn cho em của em làm người mẫu. Vì công việc này quá mệt mỏi đi. Em khác, Tuấn khác. Bởi vì
Em có thể bỏ nghề bất cứ lúc nào. Ai nói với anh là em có thể bỏ nghề bất cứ lúc nào? Anh không thấy là em phải nỗ lực để có như ngày hôm nay hả? Bây giờ em là người mẫu và sau này em vẫn là người mẫu. Duy Thanh cũng nói là nghề của hắn là người mẫu. Em và Duy Thanh là đồ giống. Tối qua em có chuyện gì không vui à? Anh à, bộ anh tính từ bỏ nghề người mẫu thiệt hả? Có người nói em với anh là hàng dỏm đó. Ai nói? Lại Minh Huy nữa hả? Ủa, tối qua anh thấy anh Minh Huy tới nhà em hả? Sao tối qua anh không vô? Không dám làm phiền hai người. Với lại em không thích ai xen vào chuyện riêng mà. Đúng rồi. Em với anh tối qua lén lút hẹn hò với nhau đó, vậy được không? Thôi mà, coi như anh chưa nói gì đi. Ủa, Yến Nhi chưa tới hả? Chắc là cũng sắp đến rồi đó. Chị hai, em không vào đâu. Em không muốn anh Duy Thanh biết được mà. Dù thằng Duy Thanh có 10 cái miệng, nó cũng không dám làm gì em đâu. Nó đã làm được gì cho em chứ? Buông tay em ra đi. Cái gì? Em ngốc lắm. Thế giới này là một thế giới ích kỷ. Nó biết đi con đường của nó thì em cũng phải biết đi con đường của em chứ. Chị hai, em xin chị hai mà. Xin cái gì mà xin? Chắc gì em được chọn. Chỉ là thử ống kính thôi. Đi, nhanh lên. Chị hai. Đi, nhanh lên. Mời thí sinh số 14. Duy Thành biết em tới đây không? Dạ, thưa chú. Con không biết hôm nay là buổi tuyển người mẫu của công ty mình đâu. Con nói thiệt đó. Em ra diễn còn bị té nữa không vậy? Dạ thưa cô, con xin phép cho con về trước. Khoan đã. Quay một vòng cho tôi xem. Dạ. Quay. À. Em có cái ót đẹp lắm. Dạ, chị hai con cũng nói á, là con có cái ót rất là đẹp. Vậy về diễn cho chị hai coi đi. Em này hồn nhiên lắm sếp. Em xin lỗi. Em xin phép. Cảm ơn em. Mời thí sinh số 15. Không. Mời số... Dạ, có mặt. 16. Em có đến lộn chỗ không vậy? Sky là đồ rất là trẻ trung. Em có đọc kỹ điều kiện dự tuyển của chúng tôi không? Dạ có. Nam nữ từ 15 đến 23 tuổi, có sức khỏe tốt. Em cũng vừa tròn ở 23 tuổi, sức khỏe em cũng tốt nữa. Em đủ điều kiện để dự. Cô này có vấn đề gì à? Cổ là vợ của đạo diễn Phát đó. Con trai cô khỏe không vậy? Em xin lỗi. Em nghe nói ở đây rất là công bằng. Vậy sao phụ nữ có gia đình không được chọn chứ? Trời ơi, đi về. Đi về cho tôi. Đi. Đi. Trời, bực quá. Hả? Anh không dọa em được đâu. Anh là chồng của em. Tại sao em làm anh mất mặt với mọi người vậy? Được rồi, sẵn dịp này á, chia tay đi. Em chờ câu nói này lâu lắm rồi đó. Trời đất ơi. Nếu là một người đàn ông khác thì em đã được chọn rồi, không cần phải thử trước ống kính đâu. Nè, em làm ơn em nhìn lại em đi. Em nhìn kỹ vô. Em là người đã có chồng có con rồi. Em không thấy ánh mắt chỉ nhìn em hả? Tại vì bà ghét em từ trước. Bà kêu em về công ty phong cách mà em không về, nên bà ghét vậy thôi. Đồ nhỏ mọn. Ông Giang á, ổng mà biết em qua bên này, ổng không có tha cho em đâu. Anh mà tốt với em một chút á, thì em đâu phải làm như thế này đâu.
Anh là chồng của em mà không giúp gì được cho em hết trơn á. Nè, hả? Hả? Chào anh, chào anh. Trời ơi, anh có bà xã không hiểu anh, chắc là anh đau đầu lắm ha. Cô ấy cũng có khả năng mà. Dạ. Ý Nhi, từ nay nhờ anh giúp đỡ nha. Không cần phải đưa tôi cái này đâu. Trời ơi, anh là người đầu tiên giúp đỡ nó, thì bây giờ cứ tiếp tục giúp đỡ nó đi nha. Đi mà. Chị đây kìa cục à. Tôi là loại người nào chứ? Chị hai này. Tôi có thể nói chuyện riêng với hai người được không? Thấy chưa? Thấy cái gì? Trời ơi, sao bữa nay xui quá vậy nè? Đi. Dạ, cái bao thôi lúc nãy là của chị em. Chúng tôi muốn mời em ký hợp đồng độc quyền để quảng cáo cho sản phẩm Sky. Tổng giám đốc của chúng tôi có ấn tượng rất tốt với hình ảnh của em. Thiệt không? Cô không giỡn chứ? Nói cho cùng thì hình ảnh Yến Nhi không phải là tệ. Nhưng Yến Nhi không phải là chọn lựa đầu tiên và duy nhất của chúng tôi. Cô có yêu cầu gì với chúng tôi? Nói chuyện với những người thông minh thật là thích. Rất là nhẹ nhàng và dễ hiểu. Yến Nhi sẽ là người mẫu độc quyền của sản phẩm Sky nếu... Cô cứ nói. Điều kiện đơn giản thôi. Chỉ cần hai người photo toàn bộ tài liệu mà đối tác gửi cho Duy Thanh. Cái gì? Chị muốn chúng tôi copy tài liệu à? Chị hai, mình đi về đi. Nè, cơ hội không đến lần thứ hai đâu em. Xin lỗi chị, nhưng mà tôi không có cần. Ý Nhi, Ý Nhi. Tốt nhất là hai người quên những điều tôi vừa nói đi. Đó là phương án tốt nhất cho cả hai bên đó. Cô nói chỉ cần photocopy tài liệu, đúng không? Anh Hùng, anh phải giữ lời hứa với hai chị em Yến Nhi. Và tốt nhất, đừng bắt tôi làm những chuyện tương tự như vậy nữa. Nào, xin chúc mừng thành công của Quân Sơn. Vô. Vui quá, đúng là cảm giác thành công vui thiệt. Bước kế tiếp chúng ta sẽ làm gì đây? Quần áo thể thao anh thấy sao? Cái gì? Em lúc nào cũng đi trước anh một bước nha. Nè, anh đừng có tham lam quá. Làm đồ thể thao phải có nghiên cứu đó. Anh có đủ tiền để làm nghiên cứu về phát triển sản phẩm không? Anh không có nói là làm ngay bây giờ. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta vẫn tiếp tục dòng sản phẩm trẻ trung đó đi. Nhưng mà anh muốn tổ chức một show thời trang vào mùa xuân. À, phải rồi. Em vẫn còn thiếu nợ phải không? Cái đó không có đáng bao nhiêu đâu. Thật hả? Anh nghĩ nếu như anh sinh vào thế kỷ thứ 13 hoặc là 14, anh sẽ làm được nhiều chuyện lớn lắm. Phải rồi, em giống như là một Columbus. Một Columbus của thế kỷ 21. Đúng không nào, cạn ly thôi. Rồi, cạn ly. Vô. Đừng có cười, anh nói thiệt đó. À, hay là bây giờ mình đi kiếm quán nào uống thêm vài ly nữa đi. À, Bình Khôi, như là mai em phải tập vật gì đó đúng không? Em hiểu rồi, anh đừng uống nhiều quá nha. À, quên nữa, anh với lại Duy Thanh phải đưa Bình Khôi về nhà chứ. Anh đừng có lừa em, hai người muốn tâm sự với nhau mà. Bị Bình Khôi bắt giò rồi. Em đi nha. Em về nha. Ok, bye em. Bye. Bye.
Bye. Em